Hầu hết khách Đà Lạt không biết đến KYT TT Corp nên thường có cảm giác tiếc nuối về sau. Bởi vì trong các dòng nón hiện có trên thị trường, hiện chưa có một chiếc nón nào mang âm hưởng đầy đủ bản tình ca từ Motoba như dòng nón sắp được Đà Lạt giới thiệu nha. Chào mừng các bạn đã đến với Bảo Hộ Xe Máy Tài Đạt. Hôm nay Tài Đạt lại trở lại và ra mắt một sản phẩm nóng hổi, mang màu sắc bắt mắt, tính năng thì nổi bật, khả năng khí động học hiệu quả. Đố các bạn biết sản phẩm đó là gì nha. Sản phẩm Tài Đạt giới thiệu được nghiên cứu và phát triển tại Ý, thương hiệu Malaysia. Linh phụ kiện được sản xuất tại Indo nhưng ráp toàn phần tại Việt Nam nên giá cực Việt Nam nha. Sản phẩm đó chính là Full Face KYT TT Corp. Nghe về nguồn gốc xuất xứ có vẻ hơi rối và khó nhớ các bạn nhỉ. Nên có bạn nói nó xuất xứ từ Ý thì cũng đúng thôi, có bạn nói là phụ kiện được sản xuất tại Indo cũng đúng luôn, còn có bạn nói nón có thương hiệu từ Malaysia cũng đúng luôn, và ráp tại Việt Nam nên trên nón luôn có dòng chữ sản xuất tại Việt Nam. Đó là cả một cuộc cách mạng của KYT về cân bằng chi phí nhằm mang đến một sản phẩm vừa túi tiền, thiết kế đẹp cùng với chất lượng tuyệt vời, đáp ứng đầy đủ tất cả các chuẩn chất lượng và không lệ thuộc vào một nước như các dòng nón khác nha. Quay lại với nón KYT TT Corp, đây là một chiếc mũ full face có một kính, mới ra mắt là dòng mũ Sport Touring có giá dưới 3 triệu. Model TT Corp được hãng KYT giới thiệu ở Thái và Đài Loan vào năm 2019, được đông đảo người đi du lịch bằng xe máy rất là yêu thích. Một mẫu nón full face chất lượng tuyệt vời cùng với mức giá vô cùng hợp lý. Đó là một mẫu nón full face một kính lý tưởng cho anh em yêu thích đi touring phượt bằng xe máy trong một thời gian dài. Mẫu full face KYT TT Corp, một kính có kiểu dáng racing thể thao, thiết kế góc cạnh trải dài từ cầm nón cho đến đuôi nón, tạo nên sự hài hòa giữa người đội và chiếc xe, thật cool ngầu phải không các bạn. Bên cạnh đó là các đường gân nổi bật trên đỉnh kèm theo khe lấy gió, được cách điệu để trở thành điểm nhấn trên nón. Form nón hình oval phù hợp với vòng đầu người châu Á. Bên cạnh đó là nhiều hoa văn đẹp độc đáo. TT Corp được thiết kế dựa trên các tay đua Motoba danh tiếng và các đội đua cực kỳ nổi bật, thích hợp với nhiều phong cách khác nhau. Các bạn đừng đi đâu hết nha, vì còn vô số thông tin khách Tài Đạt không biết đến, sẽ có cảm giác tiếc nuối về sau. Và đừng quên đăng ký cho Tài Đạt ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video hay ho nhé. Tài Đạt rất vui và cảm kích nếu các bạn comment góp ý và hoàn thiện mình ở những video về sau nhé. Một nỗi lo lắng mà các bạn thường gặp đó là mẫu nón KYT TT Corp, một kính có siêu to khổng lồ không nhỉ? Đó là điều mọi người thường rất quan tâm. Để dễ hình dung, Tài Đạt sẽ đặt cạnh một khẩu nón 3/4 và 3/5 để các bạn dễ hình dung nha. Một chiếc nón đặc chuẩn chất lượng châu Âu ECE hoặc DOT của Mỹ khó có thể nào mà gọn được. Vì sao các bạn biết không? Vì để đạt chuẩn, các bút hấp thụ xung động này phải dày để còn hấp thụ được xung động. Bên cạnh, để đạt được chuẩn châu Âu ECE DOT gắt gao thì ở phần má và cầm nón phải được hỗ trợ thêm lớp EBS. Biết sao không? Để nhằm hấp thụ xung động nếu lỡ có chuyện không may xảy ra nha. Các bạn thấy chuẩn ECE và DOT có khó không nào? Khó chứ. Nên khi muốn chiếc nón nhỏ đi thì có phải miếng hấp thụ xung động này dần nhỏ đi, và các hãng nón đề cao chất lượng sẽ không làm được điều đó nha. Quay qua việc nón KYT TT Corp có siêu to khổng lồ không thì tất nhiên là bự rồi, vì một quả cam sẽ to hơn 3/4 trái cam và 3/5 trái cam rồi, đúng không nào? Tương tự thế, khi đặt cạnh chiếc nón KYT TT Corp vì có hàm nên sẽ to hơn nón 3/4 và 3/5 là điều đúng đắn nha. Vậy một trái cam có nặng hơn 3/4 trái cam hay 3/5 trái cam không? Tất nhiên là nặng hơn rồi, nhưng với chất liệu vỏ nón được làm từ nhựa nhiệt dẻo thermoplastic theo công nghệ ADT Advanced nên mang cho nón một trọng lượng nhẹ chỉ ở 1.450g cộng trừ 50. Như các bạn đã biết, thời tiết nước ta cực kỳ khắc nghiệt, nắng thì cháy da đen MCLE, chỉ số tia UV thì cực cao gây hại lên da, tình hình giao thông thì cực kỳ phức tạp. Ngay cả khi các bạn chạy thật cẩn trọng đúng tốc độ cho phép thì đâu đó vẫn tồn tại một lý do gây hại lên đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của chúng ta và làn da tác lên vẻ thanh lịch của bạn. Thì kính trắng full face KYT TT Corp chắc chắn là người bạn đáng tin tưởng, bởi tầm nhìn rộng và rõ
chống tia UV 380, chống chè nhẹ, dễ dàng tháo lắp với vài thao tác. Đặc biệt, KYT TD Cord còn có thể tích hợp pin lock, mua rời, chống động xương trên kính do hơi thở tự nhiên mà không ảnh hưởng đến tầm quan sát của người đội. Ngoài ra, để kháng xương nhẹ, khi không có pin lock, KYT thiết kế phần che mũi tích hợp, hướng hơi thở ra trộn hòa khí với gió đi từ cằm, hạn chế phần nào việc đóng xương lên kính nha. Các bạn nhìn nón KYT TD Cord có chắc yêu là đây không nào? Yêu là đây với không nào? Hãy comment yêu để được Tài Đạt báo giá và gửi link mua hàng nhé. Tài Đạt còn có clip hướng dẫn gắn pin lock rất hay và hữu ích, có cả video khách trực tiếp gắn tại cửa hàng rất gì và này nọ, nên các bạn nhớ nhấn nút đăng ký cho Tài Đạt để không bỏ lỡ những video hay nha. Quay lại với chiếc mũ KYT TD Cord cực chất của chúng ta nhé. Liệu mũ KYT TD Cord này có bí không, có nóng không, hay có hầm hơi không? Đó là điều mà tất cả các nhà sản xuất đều trăn trở ngày đêm không ngủ. Nhiều lúc họ còn gọi cho Tài Đạt lúc 2 giờ sáng mà Tài Đạt không bắt máy, bảo đêm qua là tớ không ngủ ngon do nghĩ mãi không ra. Nhưng thực sự đó là bài toán khó, và để giúp nón được thông thoáng thì hãng mũ KYT Helmet đã hợp tác nghiên cứu với các kỹ sư hàng không để sáng tạo ra hệ thống thông gió từ trước ra sau cho KYT TD Cord dán nón cực chuẩn hàng không, với hiệu suất khí động lực học cao qua hầm gió chip bồ lớn ở đỉnh đầu, kèm đường gân rẽ dọc qua hai bên đầu và dưới hàm, kèm lỗ thoát gió ở phía sau nón, giúp tạo ra luồng không khí đối lưu liên tục ra vào nón, thích hợp cho anh em hay đi phượt trong thời tiết nóng bức nha. Việc vệ sinh mũ dòng nón KYT TD Cord này rất dễ dàng với vài thao tác. Chúng ta có thể tháo rời lớp mút hai bên má đỉnh đầu. Lớp đệm mút này được làm từ chất liệu kháng khuẩn, mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái. Miếng đệm cầm dày nhưng êm ái, giúp tăng khả năng bảo vệ cũng như hạn chế gió lọt vào trong nón. Không dừng ở đó, KYT còn thiết kế thêm phần hỗ trợ đeo kính và phần che bụi ở cằm. Bên cạnh thì mặt dưới các lớp đệm được thiết kế lên lớp da tổng hợp, mang đến sự cứng cáp cho nón. Nhìn cực ngầu nếu ai đó chạy sau lưng bạn nhé. KYT TD Cord sử dụng khóa lẫy nhựa chắc chắn, dễ dàng điều chỉnh độ rộng của dây đeo. Để mở khóa, bạn chỉ cần sử dụng ngón tay nâng lẫy màu đỏ là có thể dễ dàng kéo dây đeo ra nha. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ chọn mũ bảo hiểm đúng size, đúng quy cách và cài quai chặt nhé. Nhìn chung, nón KYT TD Cord một kính có kiểu dáng chuẩn racing, thiết kế động lực học, hoa văn mang âm hưởng từ đường đua Moto3, kèm tính năng ngang tầm với những dòng mũ tương tự, có giá đắt gấp đến 2-3 lần. Vỏ mũ được làm từ chất liệu thermolatex theo công nghệ ADT Advanced, mang đến khối lượng nhẹ nhưng bền chắc, cùng với các lỗ thông khí có thể điều chỉnh dễ dàng, tạo thành hệ thống thoáng khí hiệu quả. Nón KYT TD Cord được sản xuất phụ kiện tại chính nhà máy của hãng ở Indonesia, phân phối trực tiếp tại Việt Nam nên được tung ra với giá cạnh tranh. Đảm bảo hầu hết khách Tài Đạt không biết đến KYT TD Cord sẽ có cảm giác tiếc nuối về sau. Anh em nào muốn sở hữu cho mình một chiếc nón cao cấp đầy đủ các tính năng với mức giá vừa túi tiền thì hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Các bạn thấy video có hay không nào? Tài Đạt rất vui và cảm kích nếu các bạn nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ video hay tiếp theo, và thích cho Tài Đạt ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye các bạn.